Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7, sáng nay ngày 29 tháng 5 tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024 và nhiều nội dung quan trọng khác. Các đại biểu cơ bản nhất trí với báo cáo kinh tế xã hội do Chính phủ trình Quốc hội. Năm 2023, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng kinh tế xã hội đã đạt được nhiều kết quả. Giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đạt kết quả cao. Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Văn Thi, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang cho rằng hoạt động doanh nghiệp và thu hút đầu tư khu vực tư nhân vào nền kinh tế còn thấp. Cụ thể, vốn đầu tư khu vực ngoài nhà nước năm 2023 chỉ bằng 1/5 mức tăng giai đoạn 2015-2019. Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh và số doanh nghiệp giải thể đều tăng cao so với năm 2022. Lần đầu tiên trong 5 năm qua, số doanh nghiệp gia nhập thị trường trong 4 tháng đầu năm thấp hơn số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Đây cũng là yếu tố tác động hết sức tiêu cực đến nền kinh tế. Do đó, đề nghị Chính phủ bổ sung đánh giá đầy đủ hơn về những khó khăn của doanh nghiệp, nhất là đối với khối doanh nghiệp tư nhân, và có giải pháp hiệu quả hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trong thời gian tới. Bên cạnh đó, đại biểu cũng phản ánh tình trạng tín dụng tăng trưởng thấp nên kinh tế không hấp thụ được vốn tín dụng. Đại biểu đề nghị Chính phủ cần đánh giá đầy đủ và có giải pháp đồng bộ khơi thông nguồn vốn tín dụng, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đặc biệt, để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6-6,5% đã đề ra, thì việc tạo điều kiện để doanh nghiệp ổn định, đầu tư phát triển, tạo dựng niềm tin cho doanh nghiệp cần được quan tâm trên hết. Thứ nhất là khẩn trương đưa các chính sách mới ban hành vào cuộc sống, giúp doanh nghiệp vượt khó và phát triển, nhất là các dự án luật mới được ban hành có tác động trực tiếp đến sản xuất kinh doanh. Tôi đồng tình cao với việc Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp này xem xét quyết định cho phép luật đầu tư, luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản và luật các tổ chức tín dụng có hiệu lực sớm hơn để tổ chức thực hiện, góp phần giải quyết căn bản nút thắt về thể chế. Tuy nhiên, Chính phủ, các bộ ngành cần có bước chuẩn bị đầy đủ, đồng bộ về hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành để luật có hiệu lực thì tổ chức thực hiện được ngay. Đại biểu đề nghị tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và tăng cường thanh kiểm tra khâu này, hạn chế tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây khó khăn cho doanh nghiệp. Liên quan đến mức giảm trừ gia cảnh hiện nay chưa phản ánh đúng với thực tế cuộc sống, có đại biểu cho rằng mức giảm trừ gia cảnh, nhất là mức giảm trừ đối với người phụ thuộc 4,4 triệu một tháng là quá lạc hậu, cần được Quốc hội xem xét sửa đổi sớm, mà không nên chờ đến 2 năm nữa, nghĩa là đến năm 2026 mới được thông qua như đề xuất. Đại biểu Nguyễn Thị Thủy cho rằng mức giảm trừ đối với người phụ thuộc thực sự không còn phù hợp với thực tế hiện nay, nhất là ở những thành phố lớn, đang gây thiệt thòi cho người dân nộp thuế. Mức giảm trừ này đã được duy trì từ năm 2020, trong khi 5 năm qua, nhiều hàng hóa dịch vụ thiết yếu đều tăng, thậm chí có hàng hóa thiết yếu tăng nhanh hơn thu nhập. 5 năm vừa qua thì rất nhiều hàng hóa dịch vụ thiết yếu thì đều tăng, thậm chí là có những cái hàng hóa dịch vụ thiết yếu còn tăng nhanh hơn cả là tăng thu nhập. Và nhiều cử tri chia sẻ là nếu như gia đình có con nhỏ phải thuê người trông thì riêng tiền lương trả cho người trông trẻ hiện nay cũng đã không dưới 5 triệu đồng một tháng, chưa kể là các khoản chi phí cho trẻ. Và nếu như gia đình có con cái đi học thì cái chi phí học hành hiện nay thì chiếm phần lớn cơ cấu chi tiêu của các gia đình. Và nếu như gia đình mà có cha mẹ già là người phụ thuộc thì không chỉ là tiền ăn uống sinh hoạt mà còn là các chi phí y tế, thuốc men, vân vân. Do đó là quy định về mức giảm trừ gia cảnh như hiện nay thì nó chưa thực sự là phản ánh đúng cái mức chi tiêu cơ bản của gia đình và các cá nhân, cũng như là chưa phản ánh thực tế cuộc sống hiện nay. Và vì vậy là nếu như phải chờ thêm 2 năm nữa mới được thông qua quy định của luật thuế thu nhập cá nhân như đề xuất thì sẽ rất nhiều người dân ở trong cảnh là phải thắt lưng buộc bụng nhưng mà vẫn thuộc diện phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Đại biểu cũng phân tích về sự bất hợp lý trong rổ hàng hóa CPI. Theo quy định của luật thuế thu nhập cá nhân, khi chỉ số tiêu dùng CPI biến động trên 20%, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh. Đại diện Bộ Tài chính cho biết chưa điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh bởi vì biến động CPI chưa đến 20%, và nhiều chuyên gia và các cử tri cho rằng luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành thì lấy tiêu chí là biến động CPI trên 20%, tức là phải dựa trên rổ hàng hóa gồm 720 mặt hàng là bất hợp lý. Trong khi đó, các mặt hàng thiết yếu ảnh hưởng trực tiếp đến chi tiêu của người dân thì chỉ khoảng trên 20 mặt hàng.
trong khi lại phải chờ tính mức giá trung bình của 720 mặt hàng thì sẽ còn lâu mới được điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh, thậm chí là từ 6 đến 7 năm. Nếu như vậy thì khoảng thời gian này là quá dài, không phản ánh được những biến động chi tiêu của người dân và các hộ gia đình, như vậy sẽ gây thiệt thòi cho người dân. Mức lương bình quân chung của cán bộ công chức viên chức sẽ được tăng khá nhiều so với hiện nay. Tuy nhiên là lương tăng nhưng mà mức thuế thu nhập cá nhân và mức giảm trừ gia cảnh chưa được điều chỉnh kịp thời thì nó sẽ lại gây âu lo cho người lao động, bởi vì là lương tăng thì cũng đồng nghĩa với việc là thu nhập tính thuế sẽ tăng. Và chính vì như vậy cho nên là cái việc không điều chỉnh kịp thời này nó sẽ cũng ảnh hưởng trực tiếp đến cái ý nghĩa của chính sách cải cách tiền lương. Đại biểu kiến nghị chính phủ sớm chỉnh sửa luật thuế thu nhập cá nhân vào cuối tháng 10 năm 2024 và trình Quốc hội thông qua vào tháng 5 năm 2025, đúng như chỉ đạo của chính phủ với phương châm 5 quyết tâm, 5 đẩy mạnh và 5 bảo đảm.